trong kinh Phật nói là tu tứ thiền người ta nhập định người ta nhập định cá mấy năm người ta không ăn không uống nhập vô nó không sao hết mình thì mới ngồi chút xíu mà đâu sanh tâm ngã mạng rồi đúng không quý vị cho nên là tu không lên được đó là do mình sanh vào trong đời mạt pháp pháp yếu quá mình tự người căn cơ yếu quá không ai tu được cho nên mình thấy mình ngon chứ thật ra mình, dở quá mình tu cực kỳ dở mình đâu có gì ngon đâu phải không quý vị cho nên phải học nhiều pháp học để cái gì để hiểu hiểu để tu biết mình dở thì bớt nạn mình tu làm sao á? càng tu á, là mình thấy càng cái ngã càng nhỏ đi giống như đầu bài thấy cái phước mình nó nhỏ quá nên tự nhiên cái tâm mình nó nhỏ thì tự nhiên cái vô ngã vô ngã là gì là cái sức chịu đựng của mình đối với đời này nó sẽ dễ hơn quý vị thấy những người sân là gì? vì cái ngã mình cao. quý vị biết là mình thông thường mình có một cái bệnh đó là gì? tôi quan trọng đó, giống như ở trong nhà mình nấu cơm miết năm tháng nào cũng nấu cơm năm này nấu cơm nấu cho nó từ nhỏ từ khi nó ra cho nó ra đời chăm cho nó từng chút từng chút nên nào nó nó ăn cho nó bú sữa cho nó bú sữa vân vân lên lên lớn lên mười mấy tuổi bên nó không nghe lời mình nên tức đúng không? kể công tao nuôi mày mấy chục mười mấy năm rồi Quý vị thấy không rồi đó rồi hộ trì chánh pháp cúng dường thầy cúng dường tháng nào con cũng cúng thầy 200 trăm đó thầy đó. rồi một ngày nào đó thầy nói một câu gì đó ông thầy đó không, không có lòng từ bi gì hết trơn á đúng không ông thế này ông kia tức là gì vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ gia tướng là không được cái nào cũng có trong đó cho nên phước thay cho những ai tu nhiều làm nhiều làm tròn tất cả bổn phận của mình trong đời này làm rất nhiều việc gì chánh pháp vì cho chúng sanh mà không có cái ngã đó là phước thay cho những người ấy khó lắm quý vị cái đó tu vô ngã tướng mình nói mình ba là bậc đà không thấy ba là mật đâu chân á toàn thấy dính tướng bình thường thì không thấy đâu nhưng mà khi có chuyện là thấy liền đúng không quý vị toàn mà hồi đó kể công nó tôi nhờ tôi nhờ tôi cho nên chị mới được hồi xưa tôi dắt chị vào đạo đó nha bây giờ chị lên mặt tôi rồi đó à, có kiểu vậy đó không rồi hồi xưa tôi dắt chị vào đạo nhưng mà bây giờ chị như thế thì phản bội tôi rồi thế này kia cho nên tu hồi vẫn là không có vô ngã được nên mình làm phàm phu tránh cống mà mình không biết lẽ ra là gì mình phải tu càng tu càng nhỏ cái tâm mình xuống nhỏ dịu dịu xuống không có gì hết làm rồi thôi không có cái gì nữa nhưng mà mình hay nhớ nên niệm niệm nhớ không quên mà cái phước báo mình bao nhiêu đâu cho nên khổ rồi vậy đó còn bây giờ mình quên hết đi chỉ có nhất niệm di đà vô biệt niệm tức là một niệm di đà không có niệm khác nữa à, thì bất lao đàn chỉ đáo tây phương nó là không có cần một cái cái cái, cái khoảng khắc lâu một cái khảy móng tay đàn chỉ có móng tay thì đã đến được tây phương cực lạc rồi đó, mình phải tu làm sao tâm càng thanh tịnh thì càng tốt cái điều này nói vậy thôi thì dân khuyên tấn vậy thôi cũng khó đúng không mình phải tu thêm năm tháng dần dần nó bị giảm